Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái túi đến từ thương hiệu Fula. Thì cái em Fula này thì nói chung là mình đã giới thiệu trước đó lâu rồi và mình cũng đã đập hộp nhiều cái rồi. Cái em Fula hôm nay mình gọi là Fula Mimi. Thì cái em này là phiên bản mùa hè của năm 2019. Rồi, thì mình bắt đầu vào video để giới thiệu về cái... Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào video để review những cái chi tiết của cái Fula cho các bạn xem ha. Rồi, bắt đầu video luôn. Rồi đây thì trên tay mình là cái Fula màu cam, phiên bản này gọi là phiên bản của mùa hè 2019, tên là Fula Mimi. Thì cái em này mình thấy hình như là nó có hai size, đó chính là size S và size mini. Thì cái em trên mình có là size mini nha mọi người. Đây, và cái em này là phiên bản màu cam rất là đẹp. Thì nó khác với cái thằng Fula mà bình thường hay có, là cái khóa nó khác, còn em này là khóa này nó khác hơn. Nhìn nó sẽ kiểu như là cách điệu hơn và nó điệu đà hơn, nó khác hơn những cái phiên bản trước đó. Thì Fula đợt này mình thấy nó ra những cái phiên bản khác thì cũng đẹp lắm, còn cái em này thì đã là 2019 rồi nhưng mà nó vẫn còn đẹp. Đây, mọi người thấy không, mặt trước nè, nhìn nó rất là đẹp luôn. Và đây là cái khóa mở mới của nó nè mọi người nè, chúng ta chỉ cần bấm vào thì nó sẽ mở ra thôi đó. Thì cái em này mình thấy là ở mặt trước cái da của nó sẽ khác những cái da kia nè mọi người nè, đó thấy không, cái da rất là đẹp luôn. Cái này da gọi là da thuộc thực vật các mọi người. Nói chung là mình cũng thấy là nó rất là êm mình, và bên trong nó có thể là da của da bê. Rồi, mặt bên hông này mọi người thì nó làm kiểu như vuông vức giống như là cái trước đó thôi chứ không khác gì hết á. Ở mặt sau thì nó sẽ có thêm một cái ngăn ở đây đó, chúng ta để đồ, và màu cam rất là đẹp luôn. Còn cái em này thì mình thấy là nó sẽ làm về gọi là dây kim loại và phối với da. Còn trước đó thì cái loại mà phiên bản mà mình hay review á thì nó chỉ là bằng dây xích thôi đó mọi người ha. Mọi người có thể xách kiểu của nó cũng sẽ đẹp hơn, và chúng ta có thể xách thành hai kiểu luôn mọi người nè, đó đó, rất là đẹp. Chúng ta có thể đeo bên hông hoặc là chúng ta đeo chéo cũng được luôn. Rồi, thì ở bên trong thì mình thấy là nó sẽ là bằng da này, là da bò lộn nha mọi người đó, da bò lộn nè. Và ở bên trong đây thì nó sẽ có một cái là cái này thư cảm ơn hay cái gì đó mình không có quan tâm. Và đây nó sẽ có một cái ngăn này và một cái ngăn bên hông nữa. Bên hông chúng ta có thể đựng đồ gì đó tùy thích, hoặc là đựng thẻ cũng được mọi người. Và ở đây nó sẽ có một cái logo của Fila ở đây mọi người ha. Thì ở bên trong này á, mình thấy là lót bằng vải màu cam luôn mọi người. Màu cam nhìn rất là đẹp luôn. Năm nay như là mình thấy là năm nay là năm màu của màu xám, mà sao mà thấy màu cam mà bubbery nó cũng ra màu cam nữa, và rất là đẹp. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, tại vì cái phần khóa này á, nó làm nằm bên trong, thành ra là chúng ta để đồ chúng ta phải để ý nha. Chúng ta đừng có để điện thoại nằm ở mặt này, nó sẽ cà vào, nó sẽ chạy cái điện thoại của mình đó. Nhưng chúng ta phải giữ kỹ cái phần đó, chúng ta phải để ý. Nhiều khi các bạn không để ý, các bạn dục vào á thì nó sẽ bị hư đồ. Nói chung là nó hư đồ, hư điện thoại của chúng ta thì nó uổng lắm. Hoặc là chúng ta có những cái bóp hay là những cái ví nào đó đắt tiền chúng ta bỏ vào, chúng ta cũng phải cẩn thận nha mọi người. Cái thiết kế em này thì nói chung là nó sẽ lạ hơn cái thằng Fula trước. Thì mình thấy cái thiết kế của Fula này á, nó sẽ khác biệt hơn là cái trước đó. Những cái Fula kia thì nói chung là ai cũng có rồi, ai cũng sở hữu rồi. Thì cái em này nó lạ hơn nè mọi người, nó lạ hơn và nhìn nó sẽ kiểu như là bắt mắt hơn về cái màu của nó. Mình thấy nó thiết kế theo của kiểu như là mùa hè của 2019, thành ra cái màu sắc của nó rất là sặc sỡ. Nó có màu cam nè, màu hồng nhạt nè, rồi màu ruby nè, màu vàng chanh nè. Nói chung là những cái màu gọi là màu sắc gọi là về mùa hè thôi mọi người. Nhưng mà mình rất là thích cái em màu cam này, màu cam là rất là đẹp luôn. Nhưng mà nhìn nó rất là dễ thương và đẹp. Và cái giá của nó cũng xe cũng ok mọi người, thành ra là nó cũng sẽ hợp lý hơn khi chúng ta lựa chọn. Mà cái em này mình thấy là nó dễ phối đồ mọi người, nó không khó phối đồ. Và đặc biệt em này thì mình có thể đeo được bên hông nách, và mình có thể đeo được đeo chéo luôn, thì nó sẽ rất là đẹp và rất là gọi là dễ phối đồ mọi người ha. Đó, và cái phần khóa của nó mình thấy nó cũng chắc chắn và cũng đẹp nữa mọi người. Đó, nói chung là đây, thấy không, khóa của nó nè và dây nè rất là đẹp. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại lần cuối ha. Đây. Đó. Bên hông nè mọi người. Và đây là mặt sau của nó. Đó. Mặt dưới thì nó sẽ không có cái phần khóa giống như là cái phiên bản đời trước nha mọi người.
thành ra chúng ta để thì nó sẽ cấn vào cái phần này thôi. Nói chung là cũng phải nên giữ kỹ phần này ha mọi người ha. Đó, phần ở dưới nè. Thì cái em màu cam này hiện tại thì mình không có hàng, mình đang mình order cho khách. Khách order này cũng lâu rồi, thành ra là mình mới về cho khách nè. Bây giờ mình còn những cái màu khác thôi. Và nếu mà các bạn thích cái màu cam hoặc là các bạn thích màu khác thì cứ inbox vào Facebook của mình là Facebook Ba Hải Gác, thì mình sẽ gửi hình chi tiết và mình sẽ gửi giá chính xác cho các bạn. Còn không thì các bạn vào cái bay của mình là bay Super Gác, thì mình cũng là người cho cái đó. Nếu mà các bạn tìm không ra cái bay và cái Facebook đó thì các bạn cứ gọi vào điện thoại cho mình hoặc là nhắn tin cũng được. Số điện thoại của mình là 0988968897. Và cái số đó của mình thì mình cũng có xài Zalo nữa, thì mọi người có Zalo thì mọi người cứ add Zalo của mình. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay, nếu mà các bạn thấy cái túi Fula là đẹp thì các bạn nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm cái chuông thông báo cái bên đã nhận được những video mới nhất của mình luôn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người.